Tin vui dành cho các quý vị nhà đầu tư, đó chính là chuẩn bị được mở bán các căn tứ lập đầu tiên tại khu đô thị Vinhome Ocean Park 3, Văn Giang, Hưng Yên, tại phân khu Ánh Dương vào tháng 6 tới đây. Tại khu đô thị Vinhome Ocean Park 3 thì chỉ có hai phân khu có loại hình căn tứ lập, đó là phân khu Ánh Dương và phân khu Hải Đăng. Phân khu Hải Đăng thì sẽ được mở bán cuối cùng và nằm vị trí biệt lập bên cạnh dòng sông Bắc Hưng Hải. Còn phân khu Ánh Dương thì có một vị trí vô cùng đắc địa khi mà nằm ngay bên cạnh vịnh thiên đường Paradise Bay. Chính vì thế mà các căn tứ lập tại phân khu Ánh Dương đang rất là được săn đón khi mà chuẩn bị được mở bán. Trong video ngày hôm nay thì Hải Yến sẽ gửi tới quý vị và các bạn về thông tin chi tiết các loại hình này, diện tích và đặc biệt là thông tin giá bán dự kiến của phân khu Ánh Dương sẽ được mở bán trong tháng 6 tới đây. Và nếu như quý anh chị và các bạn đang quan tâm về các loại hình liền kề này, biệt thự, shop park và đặc biệt là các loại căn tứ lập của phân khu Ánh Dương thì hãy liên hệ đến Hải Yến qua số hotline là 033-228-9559 để được tư vấn chi tiết nhé. Nào, chúng ta sẽ cùng bắt đầu video ngay bây giờ. Đầu tiên, về tổng quan, phân khu Ánh Dương tại Vinhome Ocean Park 3 có tổng số 1.219 căn với 4 loại hình, đó là đơn lập, tứ lập, liền kề và shop house. Đơn lập, liền kề và shop house tại Vinhome Ocean Park 3 thì chúng ta đã nghe nhiều rồi, nhưng tứ lập tại Vinhome Ocean Park 3 là quỹ căn rất ít mà lại nằm bên cạnh vị biển thiên đường Paradise Bay thì lại càng hiếm có khó tìm. Các căn tại phân khu Ánh Dương có vị trí rất là đắc địa khi mà ngay phía trước mặt hướng đông nam là vịnh biển bốn mùa Paradise Bay. Đây là điểm thu hút rất đông khách khi mùa du lịch thì khách đến vui chơi với nhiều cảnh đẹp và các trò chơi nước mạo hiểm. Thêm vào đó, biển nhân tạo ngay bên cạnh cũng giúp cho không khí tại đây trở nên trong lành và tươi mát hơn. Nếu quý anh chị đầu tư mua các căn tứ lập tại phân khu Ánh Dương thì chắc chắn quý anh chị sẽ là những người đầu tiên sở hữu các căn tứ lập tại Vinhome Ocean Park 3. Phân khu Ánh Dương thì đáp ứng đủ 3 yếu tố vàng trong bất động sản, đó là nhất cận thị, nhị cận giang và tam cận lộ. Về thị được hiểu theo hai nghĩa, thứ nhất là về tầm view, tầm nhìn. Các căn đơn lập mặt đông nam phân khu Ánh Dương có tầm view bao trọn vịnh biển bốn mùa Paradise Bay. Số lượng các căn này cũng vô cùng hữu hạn. Ý nghĩa thứ hai đó là thị trong khu đô thị. Bản thân phân khu Ánh Dương nằm trong vùng lõi của khu đô thị Vinhome Ocean Park 3 và tận hưởng đầy đủ các tiện ích trong khu đô thị về dịch vụ, an ninh và tiện ích. Thứ hai, nhị cận giang nằm bên cạnh về phía tây bắc của phân khu Ánh Dương chính là phân khu Vịnh Xanh và sông Bắc Hưng Hải. Đây là lợi thế rất lớn của phân khu Ánh Dương khi bao trọn hai bên là vịnh biển bốn mùa và sông Bắc Hưng Hải, giúp cho không khí tại đây cũng trở nên trong lành và thoáng mát hơn. Ngoài ra thì tuyến đường nằm giữa Vịnh Xanh và Ánh Dương chính là trục đường huyết mạch rộng 25m, là đường đại lộ Hưng Đông, sẽ giúp kết nối rất thuận tiện từ Vịnh Xanh sang các phân khu khác. Thứ ba, tam cận lộ. Ngoài trục đường đại lộ Hưng Đông thì Vịnh Xanh còn nằm bên cạnh trục đường đại lộ 4 mùa. Đây là trục đường chính kết nối giữa Vinhome Ocean Park 2 qua đường vành đai 3.5 và đến Vinhome Ocean Park 3. Như vậy, khi muốn kết nối từ Ánh Dương đến các phân khu khác, các tiện ích khác hoặc di chuyển ra ngoài đường vành đai 3.5 thì rất thuận tiện. Với 3 yếu tố cốt lõi về vị trí như trên thì chúng ta có thể thấy rằng là phân khu Ánh Dương rất là xứng đáng để mua ở hoặc là đầu tư. Về thiết kế thì quý vị có thể nhìn thấy các căn tại phân khu Ánh Dương sẽ được thiết kế theo phong cách hiện đại với các cái ưu điểm, đó là cửa sổ vuông lớn từ kịch trần đến sàn. Lan can bên ngoài làm bằng kính nên nhìn khá là thoáng và trông tổng thể căn thì sẽ sang hơn so với các phân khu khác. Các căn đơn lập tại Ánh Dương chỉ có 24 căn thôi và diện tích từ 182,5 đến 257m². Mật độ xây dựng khoảng 40 đến 45%. Có 12 căn có tầm nhìn trực diện ra vịnh biển thiên đường Paradise Bay. Đây là những căn độc bản hướng đông nam, view biển hồ rất đẹp.
12 căn còn lại nằm trên trục đường Ánh Dương 17. Phân khu Ánh Dương có 192 căn biệt thự tứ lập, chia làm 6 block, diện tích đất 120m, mật độ xây dựng 55%, với chiều cao 4 tầng và 1 tum. Các căn tứ lập ở đây đều có thiết kế phong cách hiện đại, nằm trên trục đường nội khu 13m, duy nhất chỉ có 16 căn nằm trên trục đường Ánh Dương 6 rộng 20m. Đây cũng là quỹ căn được săn đón rất là nhiều trong thời gian tới. Ở Vinhome Ocean Park 3 có 2 khu có loại hình căn tứ lập, đó là Ánh Dương và Hải Đăng, nên được nhiều anh chị săn đón do số lượng hữu hạn và vị trí rất đẹp của các căn tứ lập Ánh Dương. Đây sẽ là sản phẩm tứ lập mở bán đầu tiên và mở bán vào tháng 6 năm 2024 này. Loại hình liền kề có 810 căn, diện tích từ 54 này, 60, 70, 80 và 91,5m2. Mật độ xây dựng các căn liền kề tại Ánh Dương là từ 80 cho đến 85%, được xây dựng 5 tầng theo phong cách hiện đại. Đây là loại hình diện tích vừa phải, giá cũng sẽ thấp hơn so với các loại hình đơn lập và tứ lập, phù hợp với các nhà đầu tư dành cho khách hàng muốn bỏ ra chi phí vừa phải mà không quá lớn. Loại hình shop house thì đa phần là các căn shop house nằm trên trục đường lớn, huyết mạch của khu đô thị Vinhome Ocean Park 3. Các căn mặt đường đại lộ 4 mùa 51m, các căn mặt đường đại lộ Hừng Đông 25m và các căn shop house 2 mặt tiền trên trục đường Ánh Dương 6 rộng 20m. Tại phân khu Ánh Dương thì sẽ có 193 căn shop house, diện tích dao động từ 70 cho đến 165m2 và được xây dựng 5 tầng, mật độ xây dựng từ 70 đến 80%. Đây sẽ là những sản phẩm phù hợp với các anh chị muốn đầu tư dòng tiền, cho thuê hoặc là kinh doanh. Vì vị trí các căn shop house tại Ánh Dương rất là đẹp, nằm trên các trục đường lớn và thuận tiện cho việc đỗ xe, nhận diện thương hiệu. Về phần giá và chính sách thanh toán thì chắc hẳn là quý vị và cô chú đang rất là quan tâm. Thì tôi xin nhấn mạnh, phân khu Ánh Dương là phân khu đầu tiên của khu đô thị Vinhome Ocean Park 3 sẽ có chính sách là vay tối đa lên đến 70% giá trị căn hộ và sẽ được miễn trả gốc lãi lên đến 24 tháng. Đặc biệt, nếu như quý vị và các bạn sẽ lựa chọn theo phương án thanh toán sớm thì sẽ có thêm phần chiết khấu thanh toán sớm. Về phần chiết khấu thanh toán sớm này thì sẽ có thông tin cụ thể khi mà chủ đầu tư đưa ra chính sách bán hàng trong thời gian tháng 6 sẽ mở bán tới đây. Theo đó thì giá bán các căn đơn lập tại Ánh Dương có diện tích từ 257m2 thì sẽ có giá từ 75 đến 90 tỷ tùy theo vị trí và chính sách bán hàng do khách hàng lựa chọn. Các căn tứ lập diện tích từ 120m2 sẽ có giá từ 20 đến 24 tỷ tùy theo phương án thanh toán và vị trí căn. Các căn shop house 2 mặt tiền tại đường Ánh Dương 6 có diện tích đất 100m2, giá sẽ dao động khoảng từ 21 đến 24 tỷ tùy theo vị trí căn và phương án thanh toán. Các căn liền kề và có diện tích điển hình là loại 56m2, 64m2, 70m2, 80m2, mức giá sẽ dao động từ 7,8 cho đến 11 tỷ. Đó là một mức giá rất là hợp lý cho những căn có vị trí gần vịnh biển Thiên Đường, Paradise Bay. Trên đây là những thông tin chi tiết về phân khu Ánh Dương sắp được mở bán trong tháng 6. Hiện tại thì đã có một số thông tin về quỹ căn đơn lập của phân khu Ánh Dương rồi. Nếu như quý anh chị và cô chú đang quan tâm về những quỹ căn liền kề, shop house hay là đặc biệt là quỹ căn tứ lập chuẩn bị được mở bán thì hãy liên hệ đến số hotline là 033-228-9559 để được Hải Yến hỗ trợ tư vấn và cập nhật thông tin tới quý vị và cô chú nhé. Xin cảm ơn quý vị và cô chú đã xem hết video này của Hải Yến. Và nếu như video này hữu ích thì quý vị và cô chú hãy bấm like và đăng ký kênh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất của Hải Yến về dự án Vinhome Ocean Park 3. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và cô chú trong các video tiếp theo.